trong một cái khung cảnh như thế này, bây giờ thầy đang làm nhà mới thế này, À, thì em thổi bài gì cho nó hợp với khung cảnh này xem nào. bây giờ nó đang ở trong rừng thì em có thể thổi bài Ân Văn Núi Rừng ạ. Ok, Vâng. chơi luôn. Vâng, thầy. Đó, tiếp tục một ca khúc, một bài sáo được gửi tặng từ cậu học trò. Rồi, mời các bác cùng lắng nghe nhé. Vâng, thấy bây giờ mình có thể di chuyển sang bên này không? Ok, nắng Vâng, quá đúng không? vâng ạ. Đấy, giả vờ bảo tí ra ngoài nắng chơi cho mát, thế là cũng ra thật. Bây giờ mình... Rồi, đấy. Đấy. Về thích ấy thì bảo thầy gửi cho đoạn này nhá. Vâng. Rồi, bắt đầu. Xin chào các bạn, anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Đó, hôm nay thì đồng hành với cháu Hiệp thì có hai nhân tố bí ẩn. Đấy. Cháu xin chào tất cả các chú, các cô và các bác ạ. Cháu xin chào tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các chú ở trên kênh của Tam Giác Mạch ạ. Cháu là cháu cũng có một cái kênh tên là Nô Hấu Chua Vlog, thì cháu cũng rất mong được kênh của thầy Tam Giác Mạch ấy ủng hộ kênh của Nô Hấu Chua Vlog. Một cái kênh rất nhỏ thì em rất mong được khán giả của thầy của em ủng hộ kênh của em nữa. Rồi. Hôm nay thì có hai cậu em. Ngày xưa thì cháu Hiệp dạy cách đây cũng 3-4 năm rồi. Hiện tại các bạn ấy đã lớp 10, lớp 11 rồi. Cũng thường xuyên theo dõi kênh của Tam Giác Mạch, và hôm nay thì các bạn được nghỉ lễ, do vậy là các bạn có xuống Yên Minh để đi cùng với cháu Hiệp lên với các hoàn cảnh để đi trải nghiệm cũng như là biết được công việc của thầy Hiệp vất vả như thế nào. Đấy. Sau 30 phút đi xe thì thấy công việc của hàng ngày của thầy thế nào? Dạ, em thấy cái công việc của thầy thì một cái công việc bảo là nếu khó bằng người dân thì cũng không khó bằng người dân. Cũng dễ thì cũng không gọi là dễ. Cái này thì phải cháu cũng muốn, em cũng muốn đi học theo, nhưng mà em thấy cái công việc cũng không gọi là nặng, không gọi là nhẹ. Mình cũng phải học thì mới làm được. Gần một ngày rồi, hai ba thầy trò đi trải nghiệm với nhau. Thật sự là cũng một quãng thời gian rất là lâu mới có cái sự xuất hiện của các em. Bây giờ thì sẽ theo chân thầy lên với căn nhà mà thầy đang làm cho anh chứ. Nếu mà các em theo dõi thì biết rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy. À, hôm qua thì vừa mới có một cái trận mưa rất là lớn. Đi, bây giờ các bạn đi trước đi. À, hôm qua thì một cái trận mưa rất là lớn. Rồi, học trò thì cứ mỗi em thì một năng khiếu. Bạn này thì yêu âm nhạc, chuyên các bộ môn thổi khèn, thổi sáo, thổi chơi guitar, organ các thứ. Còn bạn này thì đam mê quay phim chụp ảnh. Đó. Hôm nay là đi trải nghiệm cùng nhau thôi, chứ cũng không có cái mục đích gì đâu mọi người nhé. Các em được nghỉ lễ nên là xin phép thầy cô là xuống chơi một ngày. Đó. Quay trở lại câu chuyện thì tối hôm qua 11 giờ đêm thì anh em thợ gọi điện bảo là xin ngủ nhờ cháu Hiệp gọi cho anh em dân ở gần đây để xin ngủ nhờ, bởi vì là mưa to quá lán bay hết. Chứ gọi điện bảo là nhà em bay hết rồi. Thì hôm nay lên thực tế xem thế nào, có ảnh hưởng gì đến điều kiện sinh hoạt của các anh không, và nhà chat này có ảnh hưởng gì không. Đi đường này hôm qua mưa rất là to, thậm chí là có cả mưa đá mọi người. Sao đấy anh Hải? Sắp xong chưa anh? Đi xong rồi. Bên trong thôi đúng không? Đây xốp có một mảng thôi, không có cả thùng đâu. Đuối mà. Hôm qua bay hết à? Bay hết. Ướt hết. Thế hôm qua ngủ đâu? Sang nhà mình kia. Sang nhà em máy cơ mà. Cả mấy anh em sang đây ngủ hết à? Chứ xin cho à? Bắt buộc chứ, cùng ngủ đây. Không thì nguy hiểm. Không nguy hiểm đấy. Nhà có mọi người đâu.
Nhà em máy thì có mỗi một mình em máy thôi, đâm ra là cháu cũng không dám xin. Đấy là như thế. Chồng em máy đi làm rồi nên là hôm qua chứ ngủ cùng với anh em thợ luôn. 11 giờ đấy nhỉ. Có mưa đá hay sao mà hôm qua ấy? Không có à? Chỉ có gió to là tốc hết lán đi thôi. Mưa to đấy. Không đơn giản tí nào. Hôm nay thì trông thấy anh Hải với anh Dình về à? Anh Hải về thôi anh Dình. Lại đám à? Ông em trai của ông chú. Em trai của ông ngoại. Vâng. Làm gạch đổ à? Hay là cố tình để lấy gạch đấy? Vào chân à? Không sao, gạch không vỡ là được rồi, chân thì... Ui giời ơi. Thế chứng tỏ ông này không có võ rồi. Đây, ụp một phát đây này. Lấy gạch này để về cái đấy cao một tí để lấy để xây lên cái hàng trên này. Phát xuống. Ui giời ơi. Thôi, coi như lại vào vết thương cũ rồi. Còn tưởng là cái gì đổ cơ. Rồi, anh em hôm nay bắt đầu là đấy là hôm qua cơn mưa hôm qua là hôm nay có nhà mới nhỉ? Đấy. À, bạt rẻ rách hết à? Ôi giời ơi. Đấy. Đây, chăn của anh em là ướt hết này. Không hề đơn giản một chút nào. Thời tiết rất là cực đoan bởi vì hiện tại đang là đầu mùa. Do vậy là mọi người cũng có thể thấy là chỉ cần một cơn mưa, một cơn dông thôi là lao đao luôn cuộc sống. Để cháu Hiệp gọi em chứ xuống xem nào. Rất may là cái cả cái công trình anh em chat là không ảnh hưởng gì. Alo. Em à. Dạ anh ạ. Ở đâu đây? Đi nhà mẹ rồi anh ạ. Làm gì ở đây? Đi nấu rượu ạ. À nấu rượu à? Vâng. À để chuẩn bị là tân gia hả? Vâng. À thế hôm qua nhà có bay hết không? À, sửa lại hết rồi cái gì? Vâng. À, thế tối qua là với anh em thợ ngủ nhà máy à? À, thế hôm qua em đi đi nhà máy, mấy cùng ngủ nhà máy như mù đê ạ. À, mấy nữa phải cảm ơn em nó đấy nhá. Vâng. Ok, anh đang ở đây rồi. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy, đây. À, bạn mới hôm nay mới đi chợ mua à anh Hải? Chăn ướt hết à? Chăn ướt, chiếu ướt, quần áo ướt hết. Đây. Đó. Tất cả sau cơn bão giông là như vậy. Rồi, trôi hết đất luôn. Bột biếc các thứ mọi người nhìn hình dung ra là nó mưa lớn cỡ nào. À, thật ra thì đúng nhà cửa thì cháu Hiệp cũng không có gì để chia sẻ nhiều bởi vì là mọi người cũng đã biết rồi. Video trước cháu Hiệp cũng lý giải rồi. Đấy. Tuy nhiên thì cũng phải lâu lâu cũng phải cập nhật một tí để biết đến đâu. Ngôi nhà này thì khoe với mọi người là do anh em thợ đông. 4 người xây. Đấy, thế nên là chưa đến một tuần đã xong như này rồi. Hiện tại là ngày thứ tư nhé. Video thì cháu Hiệp cứ ngày cách ngày phát hoặc là 2 ngày phát một lần. Nhưng mà hiện tại thì nhà đã xong khung như này rồi. Đấy. Ờ,
chát khoảng 2 ngày nữa thôi, 2-3 ngày nữa là xong xuôi. Tại vì sao lại phải lên trên này để quay cho các bác xem? Bởi vì là nói gì nói là khi mà nhiều những cái ý kiến trái chiều mà không được giải đáp thì sẽ gây mất đoàn kết lẫn nhau. Nên cháu Hiệp đành phải có những cái thước phim để phân bua. Nói phân bua thì sau khi video lên sóng nói là lý do không mở cửa sổ ở trên ấy, thì một số khán giả tiếp tục lại có những cái lý luận của mình là sao không đào lên trên nữa, đào lên trên này nữa đi. Thì thưa với mọi người là đến cái đường này này, mọi nhìn thấy không? Đấy, đây là hết rồi. Đấy, hết đất rồi, không phải là đất của mình nữa. Thế nên là không thể nào làm khác được. Mặt khác thì hai bố con thôi, nên mọi người nhìn thấy phòng ngủ đây. Phòng mà anh em đang chat kia là phòng 1, phòng 2. Thì cũng đều thông ra nhau thôi. Tường này thì mình để xây cao lên để nó không gần như là nó không bị thoáng quá ấy. Đấy, học sinh của cháu Hiệp đang thổi sáo rồi. Bây giờ sẽ xuống dưới để gửi tặng quý khán giả và mọi người một ca khúc, một đoạn của thành quả của học trò mình. Xem như thế nào. Mưa thì tốt cho dân. Bà con thì cũng đang rất là mong là có một cơn mưa để hoa màu được tươi tốt. Một số nơi thì hôm nay quý khán giả mà lên với vùng cao thì sẽ thấy được là ở đâu bà con cũng cày bừa mầm. Đấy. Đây. Và ra đây thổi cho thầy bài tặng khán giả thế nào. Đấy. Nô có thổi được bài nào không? Em xấu thầy, em không học. Thôi được rồi. Do là nó là năng khiếu đấy, đúng không? Cái này mình phải có duyên học mới được. Thầy thì mỗi môn thầy biết một tí, sáo này thầy vẫn thổi được một bài mà. Thậm chí 2-3 bài mới được xem nào. Bao tiền cái này? Cái này mua tầm 200 thầy. 200. Cái này là tông gì đây? Cái này là tông C ạ. Tông C. Gọi là sáo mèo đúng không? Đấy, mua của Mã Mèo hay là của ai đấy? Cái này anh Hờ. Anh Mỹ Kịa. Anh Mỹ Kịa. Rồi Mỹ Kịa cũng là một nghệ nhân. Thầy cũng biết. Nói chung là các em đấy cũng biết thầy. Rồi là Dế Sùng Trái cũng biết này. Vâng. Hờ này đúng không? Đấy. Hôm nay để cho tất cả khán giả đâu ngồi chỗ nào chiêu chiêu tí nhỉ? Ngồi đây đi, ngồi trên này đi, trên đống gạch. Nó phải là nhạc, nó phải là rừng thông. Đấy, đại ngàn. Đấy, ngồi trên này là chỗ này chiêu chiêu một tí. Từ từ để thầy gửi cái mic đã nào. Đấy. Nhưng mà bài nào mà nó không bị bản quyền đấy nhá, bản quyền thổi lên là các bác không xem được đâu. Bây giờ cháu sẽ thổi bài Xuân Về Trên Bản Mông thầy. Xuân Về Trên Bản Mông, ok. Vâng. Bài mấy bài đấy là ai chơi nhạc cụ cũng phải biết đúng không? Vâng, nhất vâng. Là môn sáo mèo. Vâng. Đấy. Bây giờ em giới thiệu một tí với khán giả của kênh thầy ra nào. Cháu xin chào các cô, các chú, các bác và các anh chị em ạ. Cháu tên là Sùng Mỹ Vả ở Sán Già Chú Phi. Hiện tại cháu đang học ở trường nội chú Mèo Vạc ạ. Rồi. Bây giờ cháu sẽ thổi tặng các cô, các chú, các bác và một bài sáo có tên là Xuân Về Trên Bản Mông ạ. Một bài thôi hả? Vâng, có thể mưa bài. Đấy, nhiều bài đi. Vâng. Bởi vì là hôm nay thầy chả biết quay gì cho cả nhà xem này. Bởi vì nhà thì, xây nhà thì nó chỉ có vậy thôi. Chát và lên mạch vữa thôi, không vâng. Có gì cả đúng không? Vâng. Rồi, thí sinh Mỹ Và gửi tới toàn thể cô ba anh chị và mọi người một ca khúc. Đó là Xuân Về Trên Bản Mông do chính em thể hiện. Đó. Cháu xin được bắt đầu ạ. Thank you.
một tràng pháo tay dành cho Mỹ Và. Và đi biểu diễn ở đâu bao giờ chưa? À, em thuê là em cũng đi nhiều rồi đấy. Đi nhiều. Show lớn nhất mình diễn là diễn ở đâu? Diễn lớn nhất của em là đi vào chợ đêm này. Đi ra phố cổ Đông Văn này. À rồi. Đi vào nói chung rất nhiều khu thể. Nhiều rồi. Vâng. Nói chung là những cái khu đấy là nổi tiếng đúng không? Vâng. Tiết lộ một tí đi xem là cái cát xê mình nhận được cho đến thời điểm hiện tại khi mình chơi bộ môn này được khoảng bao nhiêu tiền rồi? Em thấy là nói chung là nó cũng không được mấy thẻ. Đấy là nói chung là mình đi mình... xong là người ta, nếu mà người ta tip cho mình ấy đúng không? Tip cho mình thì được. Bởi vì mình... Nói chung là mình vừa thỏa mãn đam mê mà lại vừa có cái thù lao nho nhỏ để mình khích lệ mình đúng không? Vâng ạ. Đấy. Tương lai thì và muốn theo con đường nào? Ước mơ của mình ấy. Tương lai của em là nếu mà có thể em sẽ muốn trở thành một nghệ sĩ ạ. Một nghệ để sĩ. Có thể về dạy những môn âm nhạc của dân tộc mình cho để có thể phát huy nó truyền thống của mình. Tức nghĩa là mình muốn cố gắng học hơn nữa để mình trở thành một nghệ nhân chơi các loại nhạc cụ dân tộc. Sau đó là về truyền dạy lại cho các em, các cháu của mình để lưu giữ lại cái văn hóa của dân tộc Mông mình đúng không? Vâng ạ. Thế thì hiện tại là và chơi được mấy loại nhạc cụ dân tộc nhỉ? Hiện tại thì em có thể chơi được khèn Mông này, sáo Mông này. Khèn Mông, sáo Mông. Vâng. Gì nữa? Có chơi được sáo bầu của Trung Quốc không? Được ạ. Nói chung là tất cả các loại sáo đều được. Tất cả các loại sáo. Vâng. Rồi, giỏi quá. Cái này là ai dạy mình hay là mình tự học đây? Em tự tìm trên mạng, tự học. Tự học. Đấy, thành tích của các em ở trên trường thì mình cũng không bàn đến bởi vì là đã học ở trong môi trường nội trú thì mọi người biết là phải như thế nào mới được vào rồi. Học sinh của cháu Hiệp thì cũng có bạn này bạn kia, có bạn lập gia đình, có bạn nghỉ học giữa chừng, có bạn thì đi học tiếp. Đấy, nói chung là thấy các em trưởng thành và như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đấy. Chúc em là tương lai sẽ trở thành một nghệ nhân. Vâng, để làm sao là nuôi dưỡng được ước mơ của mình cũng như là truyền dạy lại lớp thế hệ sau để lưu giữ lại cái văn hóa dân tộc của mình. Một ca khúc rất là hay. Khi mà được du khách hỏi hay là bất cứ ai hỏi mình chơi bộ môn sáo thì em thường gửi tặng họ bài Xuân Về Trên Bản Mông với bài gì nữa? Trong mỗi khung cảnh như thế này, bây giờ thầy đang làm nhà mới thế này, thì em thổi bài gì cho nó hợp với khung cảnh này thế nào? Bây giờ nó đang ở trong rừng thì em có thể thổi bài Ân Văn Núi Rừng ạ. Ok, vâng. Chơi luôn. Vâng, vâng, thầy. Đấy, tiếp tục một ca khúc, một bài sáo được gửi tặng từ cậu học trò. Rồi, mời các bác cùng lắng nghe nhé. Thế bây giờ mình có thể di chuyển sang bên này. Ok, nắng quá đúng không? Vâng ạ. Giả vờ bảo tí ra ngoài nắng chơi cho mát, thế là cũng ra thật. Rồi, đấy. Về thích ấy thì bảo thầy gửi cho đoạn này nhá. Vâng, vâng. Rồi, bắt đầu. Thank you.
tuyệt vời, tuyệt vời. Được đấy. Thôi, chúc các em là luôn luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình và cố gắng học tập hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng như là anh Cường ở Lũng Phìn. Biết không? Em biết. Đấy, anh Cường thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Rồi, nếu như có dịp thì cháu Hiệp sẽ tiếp tục chia sẻ những cái tài năng của các em đến với quý khán giả. Đấy. Bây giờ là bác Hải đi về nhỉ? Bao nhiêu tiền đây, bác Hải? Hả? Bao nhiêu tiền đấy, anh Hải? Anh Hải về hẳn à? Thành công chưa? Hả? Bao nhiêu đấy? Tôi về hẳn đi. Anh về xong rồi, nào làm cái kia thì lên thôi. Cái này thì 2 ngày nữa hoàn thiện. Ừ, 2 ngày nữa hoàn thiện. Hả? Biết đâu. Em có nghe đâu. 2 triệu. Gửi 2 triệu trước nhá. 2 triệu vừa đấy. Vừa à? 1 triệu mấy? Cho anh triệu chứ chứ. Ok. Anh đang làm việc thì rồi, cảm ơn bác Hải nhé. Nào xuống vào chơi nhé. Ok. Trước khi về nhà lại được ăn quả đau. Đúng là đen. anh ấy về mất rồi mọi người, bởi vì nhà anh ấy có tang. Rất là tiếc. Không thì mấy anh em cùng nhau cố gắng là thêm vài hôm nữa thôi. Cùng lắm là 3 ngày nữa. Khả năng là ngày mai thì vật liệu của cháu Hiệp sẽ lên để lập mái và tiến hành là láng hiên, láng sân. Nhà này thì cũng tương tự như các căn nhà khác nhé. Đều sẽ có hiên đàng hoàng. Đó. Tí cộng xong rồi thiếu thì gửi tài khoản cho anh sau. Hiên của nhà chú thì do là cái chất nền ở bên dưới này là nền đất mượn, do vậy là cháu Hiệp chỉ làm 2,5 mét thôi. Đó, như nhà của Ly Quân là làm 3,5 mét bởi vì là đất nền nền đất của em ấy rộng. Nhà của chú thì từ đây này, mọi người hình dung là cái sân này bây giờ khoảng đất trống này nhìn thì nó rơi vào là một nửa là đất mượn đi xuống bên dưới. Do vậy là có láng đi chăng nữa hoặc là có tôn đi chăng nữa thì trong thời gian tới mưa nó cũng sẽ lụt sụt lún và lúc đấy nó sẽ gây vỡ cái hiên nhà. Thì lúc đấy nó sẽ đem lại cái hình ảnh rất là xấu. Thế nên là nhà này hiên sẽ là... Còn chưa kịp làm một ly mà. Anh bảo em trước đây, anh bảo là làm ly mới về mà. Quay trở lại thì mọi người thấy là đằng trước thì cháu Hiệp cũng không làm ô vuông đâu, bởi vì tất cả các nhà trước ấy thì thật ra mình làm, sau đó là mình lại làm mái hiên nữa thì nó bị thừa cái ô vuông, thừa cái chất liệu vật liệu cũng như là sắt các thứ. Đấy. Do là kể cả đằng sau và đằng này mình cũng đều đua hết, do vậy là mình sẽ không có cái ô văng nhé. Đấy. Không gian bên này thì là bàn bếp này. Quay kỹ cho các bác xem. Đấy. Chuẩn bị là sẽ đổ bàn bếp vào đây. Đấy. Chỗ khu vực cửa sổ đây. Trong này thì vẫn là nhà tắm, nhà vệ sinh. Đó. Một công đôi việc, mục đích đôi việc luôn. Vai lấy cái mic cho thầy này. Đấy ra, bắt đầu có học sinh rồi đấy nhà. Ôi giời. chỉ cho anh đấy vài bài cơ bản để anh ấy đi tán gái. Đấy, chết dở thật. Hoài chỉ xách vữa thôi. Hoài thì gọi là có năng khiếu xách vữa. À...
Anh này thì là đi với Tam Giác Mạch cũng lâu rồi nhưng mà cháu Hiệp không quay kỹ đâu. Anh này thì là bị bẩm sinh là không biết nói, đâm ra là không được đi học. Bây giờ lớn lên rồi thì biết nói một chút, biết nói hơn một xíu. Thì anh em cho đi làm để kiếm tiền. Đó. Thôi. Thế này thì nghệ sĩ Hoài thì Hoài Dê. Bố để bà can là đang có để mê được 6 giờ đấy nó. Mi mai lên, mai muộn nhất chiều tối là vật liệu lên đến đây, đảm bảo cho anh em làm không bị gián đoạn. Dưới vách đá kìa. Khổ chưa? Không thể được rồi. Đấy, đi đường theo cái sườn đấy. Đấy, đi xuống dưới. Đấy, bà con hôm nay là người cây, người cày, người kéo, người vùi, người vun, người sới. Thật sự là cơn mưa thì đối với anh em thợ xây thì không phù hợp, nhưng mà đối với bà con nông dân thì rất là thích hợp, bởi vì bây giờ họ mới dám tra hạt vào đất để mà tiếp tục cái vụ tiếp theo. Cắt cha. Cà. Nhạp cà có. Nhạp cà. Pan mới lời ăn. Pan thịt cồn. Bố cồn ăn ngủ lắm. Để được phi. In mi in này. Đây, bị bệnh gì nó chỉ có hạt thôi đúng không? Cứng cứng à? Ờ, đó. Có đau không? Đâu. Không đau à? Ừ, dạ. Ôi ôi. À, có mỗi hạt này thôi, cái này chắc là hạch thôi. Không sao đâu, không ảnh hưởng gì. Cái này uống rượu ít là nó khắc khỏi nhá. Cái này uống rượu nhiều là nó không đỡ được đâu. Bảy bệnh viện đang. Đấy. Nói chung là những kiểu bị lưỡi ngắn lưỡi cứng ấy, nói rất là khó. Bây giờ anh em tạo công ăn việc làm cho cả một cái câu chuyện công việc thiện nguyện thì mọi người theo dõi thì cũng đã thấy rồi. Có rất là nhiều những cái câu chuyện xuất hiện cùng với song hành với cái công việc của cháu Hiệp. Đấy. Căn nhà trước thì có ông anh cũng đi làm cùng với con Pí. Ăn gần có ý mi tàu quốc không? Chảy lại không đấy nhờ? À.
đấy, cũng khó khăn. Trước là có ông anh trai nữa, anh Úy cũng làm cùng, nhưng mà nhà này thì ở xa gia đình quá, anh ấy thì cứ 2 ngày là phải đi chạy thận một lần, thế nên là cũng không lên làm cùng anh em được, xa quá, đi lại khó khăn, cứ đến giờ tiêm đi lại cũng mất một tiếng giờ thì cũng khó quá. Đấy. Bắt đầu làm bên ngoài à? Đấy. Ê, sao lại hai lươn hồn tàu thì mi ảnh hưởng có mà ơ nó. Bỏ mi là cái chát là rong liền nan à. Thôi cái bạt này mình mua là của mình, không của ai đâu mà. Năm pan nó, hát lớn hoa nín ẩn tám mấy mèo ngày mấy ngày á. Sẽ là nhà mi ăn rán với ẩn bò mi, bò mi tin nín cái đấy. Rán thì có tung. Ba phải ăn chè mốc. Nhưng mà đông người thế thì mỗi người cầm một góc thì làm sao mà lán bay được. Bạn ngày mai vật liệu lên à, kịp thời cho anh em làm, không gián đoạn tí nào đâu. Cứ thoải mái. Hết tuần này bàn giao công trình đúng không? Khả năng thế. Video này thì được ghi hình vào ngày giỗ tổ Hùng Vương nhé mọi người nhé, mùng 10 tháng 3. Do vậy là các em mới được nghỉ và đi trải nghiệm cùng với cháu Hiệp. Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, video sẽ biên tập trước và phát sau, nên là nhiều bác không cập nhật kịp cái tiến độ của căn nhà, xong cứ lo là anh em mình không làm. Thật sự là cũng đấy là chỉ là những cái tâm sự của cháu Hiệp thôi, còn thực tế từ trước đến giờ thì luôn luôn nhận được cái sự tin tưởng của các cô chú anh chị và mọi người. Thế nên là dù cập nhật ít hoặc là cập nhật nhiều thì mọi người cũng đều dõi theo và nắm được cái công việc của cháu Hiệp đang làm. Lịch thì thứ bảy, chủ nhật sẽ là lên nhà mới, nhà Ly Quân nhé. Cô ba anh chị mà ở gần thì có thể đến chung vui với hai vợ chồng cũng như là team Tam Giác Mạch. Và đến hôm đấy thì có lẽ là cái vị nhà hảo tâm Ly Quân gọi là bố nuôi đấy sẽ lộ diện xuất hiện, và mọi người sẽ biết được căn nhà đấy là ai tài trợ. Trời đi ăn cái đi. Hả? In. Nó xả bao quá. Tao miếu vậy. Tuần về bệnh viện bệnh viện. Bệnh viện chả hao những lần. Hoài có thể chạy cống nhé. Chỉ cống. Đấy, 4 công. Tức nghĩa là nhà này mới xây cho đến thời điểm hiện tại này là 4 ngày. Hôm nay thì lại nghỉ mất một thợ rồi. Phê xe nào?